Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con ong mật các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô. Xin chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con vượn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô con vượn cho con sư tử cho các bạn xem nha. Sư tử mình sẽ tô màu cam và màu vàng. Như vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi nha các bạn. Bạn Hồng nha các bạn ơi. Đây là sản phẩm cây ăn chuối này. Đây là sản phẩm hai mẹ con nhà gấu nha các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong một sản phẩm, đó chính là con vượn rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con ong mật mình đã tô màu xong, các bạn thấy có đẹp không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn.
các bạn rất là nhiều. Sư tử mình đã tô màu xong, các bạn thấy rất đẹp đẹp phải không? Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và được đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô con chuột túi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ tô màu. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô cá mường các bạn nha. Như vậy video của mình đến đây kết thúc rồi. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Báo còn này. Mua rừng xanh rồi. Đây là báo Hoàng Mai nha. Như vậy là
Các bạn ơi, như vậy là mình đã tô xong con cá mương rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Con chuột túi mình đã tô màu xong, các bạn thấy quá là đẹp phải không? Mình sẽ tô màu sản phẩm chuột túi con này.